Công dịch vụ nông nghiệp 4.0 Trần Văn Hạo xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, một năm mới lại bắt đầu và em lại bắt đầu lại công việc các bạn này. Bắt đầu công việc và bắt đầu ship đơn cho rất nhiều khách trên toàn quốc, tư vấn và ship đơn trên toàn quốc các bạn nhé. Một trong những cái đơn hàng đó là đơn hàng đây các bạn này, đơn hàng đây. Và bác cần bảo là hướng dẫn sử dụng cho bác và làm một cái video. Vâng, bao nhiêu con số các bác mà cứ cần tư vấn, mà cần em sự hướng dẫn sử dụng và cần em làm video cho các bác thì các bác cũng đăng ký nhá, các bác sẽ đăng ký, em sẽ lên đơn cho các bác và em làm tự nhiên thôi, vậy thôi các bác nhé, làm tự nhiên như vậy. Cái mục đích tốt nhất, cái mục đích sau cùng là làm gì? Để anh em sử dụng được cái phương án thuốc trừ cỏ, trừ sâu, trừ bệnh và siêu đạo củ sao cho tốt nhất. Và bao nhiêu con số các bác mà quan tâm đến cái đơn hàng và cái thuốc sử dụng như nào, là đơn hàng này, kích rễ này các bạn này, phòng khảm này và làm cỏ đợt đầu, thì mời các bạn xem hết video này nhé. Ok các bác, và chúng ta cùng vào video các bác ơi. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, đây là ngày thứ hai trong cái quá trình làm đơn của nhà em đầu năm các bạn nhé, đầu xuân năm mới. Thì em xin kính chúc tất cả các quý vị, quý khách gần xa một năm mới dồi dào sức khỏe, mùa màng bội thu. Chúc các bác là luôn luôn chọn đúng trúng mùa. Vâng, và bao nhiêu con số các bác mà đang quan tâm đến trồng mì thì các bác đang ngoay hoay mà không biết phải làm như thế nào để cho cây mì của mình tốt, to, củ, đạt năng suất cao, thì các bác có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0976875413. Em là Trần Văn Hảo, sẽ kết nối trực tiếp và hỗ trợ các bác thành công luôn nhé. Và bây giờ không để các bác chờ lâu nữa thì em sẽ vào cái trực tiếp cái đơn này luôn các bác nhé. Đây, cái đơn hàng của em để như thế này là nghĩa là em chưa đóng, chưa đóng, mà bác này cần cái sử dụng, hướng dẫn sử dụng, và em sẽ để em hướng dẫn sử dụng cho các bác luôn. Và thế thì đơn này là em xin tiết lộ với các bác, đây là cái đơn của anh Lương Văn Quân ở đội 4, xã Mo Ray, xa Thầy, Con Tum. Có số điện thoại 3 số cuối đây các bạn này, 119 này. Vâng, anh còn đấy là combo kích rễ này, vua cỏ ná hẹp này, bò cặp đen này, Master Villa này. Vâng, và một chai siêu to củ. Đó, chai siêu to củ. Đây là dòng phân bón sinh học các bạn nhé. Này, các bạn có thể thấy này, phân bón sinh học NPK442. Đó, dùng cho giai đoạn đầu của cái cây trồng mì và tất cả các loại cây khác thì đều là tốt. Vâng, thì em sơn được như thế này và em sẽ hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ các bạn nhé, cũng ngắn gọn thôi, không mất thời gian đâu. Thứ nhất là cái combo kích rễ các bạn này, combo kích rễ, cái combo kích rễ của mình là gồm có một chai Alpha Dragon diệt mối các bạn này, một chai Gold Super để diệt nấm các bạn này, và 5 gói siêu ra rễ các bạn nhé, 5 gói siêu ra rễ, 3, đây 5, đây là một bộ combo do chính em nghiên cứu và phân phối nên, và khách hàng người ta sử dụng cái này thì rất là ok và tuyệt vời, rất là yên tâm. Sử dụng một phát, một mũi tên trúng ba đích các bạn nhé, vừa kích rễ này, vừa kích rễ này, vừa diệt mối này, và vừa diệt nấm, chống khô cành khô quả và cây phát triển rất là tốt. Vâng, vậy thì cái một cái combo kích rễ này này các bạn này, một cái combo kích rễ này thì mình sẽ pha cho 100 lít nước các bạn nhé. Các bác chuẩn bị cho em một cái bồn, pha cho em 100 lít nước, và các bác chặt hom xong thì bác ngâm vào đó 5 đến 10 phút, vớt ra trồng bình thường rồi, thế là xong, đúng chưa các bác? Đấy, cái bộ combo kích rễ này đơn giản như vậy rồi các bác nhé. Rồi là bắt đầu là giai đoạn là khi mà mì lên được 5 đến 10 cm. Đấy, em không biết các bác trồng bao nhiêu ngày, nhưng mà các bác cứ đi ra ngoài vườn đấy, các bác thấy mì của mình lên đều 5 đến 10 cm rồi, thì mình dùng cái phương án thứ hai. Phương án thứ hai là gì các bạn? 30 mini bọ cạp đen. Và đây là bọ cạp đen này các bác này. Đấy, nó có thành phần abamectin 3,6 nhá các bác nhá, bọ cạp đen cộng với 20 mini Master Vina. Vâng, đây chính là Master Vina. Và cái bác này là bác này lấy cho em là lần thứ hai để các bác nhá. Lần thứ hai, lần đầu tiên các bác lấy dùng cái bộ này thì cái rễ, cái cây của nhà bác phát triển rất xanh tốt, không bị xoăn lá, làm cho lá phẳng xanh tốt rất là tuyệt vời. Cho nên là hôm nay bác tiếp tục bác lấy theo cái bộ thuốc của nhà em. Vâng. Rồi, các bác có thể cộng thêm 50 mini chai siêu to củ các bác nhá. 50 chai, 50 mini chai siêu to củ Anhumic này. Đấy. Cho một cái bình 20 lít nước. Vâng. Bình 20 lít nước phun phủ đều, phun phủ đầu luôn, toàn bộ cho mì. Cái lợi ích của khi mà các bác dùng như vậy á thì nó sẽ vòng phòng với cái xoăn lá, khảm lá, giúp mì xanh tốt, sung mãn. Đấy các bác nhá. Rồi, khi mà một cái mì nó xanh tốt sung mãn được rồi đúng không ạ? Thì giai đoạn là làm cỏ cho mì đợt đầu tiên tương đương với 30 ngày tuổi. Đấy. Lúc này cây mì của mình nó sẽ lên được từ 10 đến 20 cm. Thì mình sẽ sử dụng cái công thức làm cỏ bỏ phân các bạn nhé.
khi mà thời tiết khô ráo này, nhưng mà đất phải ẩm ướt này, đấy, thì cái công dụng này nó với cái công thức này nó với phát huy tác dụng các bác nhá. Chúng ta sẽ dùng 75 mini vua cỏ lá hẹp. Đây, đây là 75 mini vua cỏ lá hẹp các bác này. Đấy, chuyên trị diệt trừ tất cả các loại cỏ lá hẹp nhá. Rồi, cái Master Vina 20 mini Master Vina. Cái Master Vina đây là một cái gói gì các bác? Siêu ra rễ cực mạnh các bạn nhé, siêu ra rễ cực mạnh, nó thay cho cái gói đây này các bạn này. Mà khi là em kết hợp với gói này, nhưng mà khi mà các bác mua được cái gói này thì các bác nó sẽ rẻ đi. Vừa gói này là 100.000 chẳng hạn, đúng không các bác? Thì các bác mua một gói này thì các bác chỉ có 80.000 thôi. Đấy, nó tiết kiệm cho bác được 20.000 nhá. Rồi, Master Vina 20 mini. Đấy, 20 mini thì các bác cứ đong 20 mini thì nó tương đương với 20g cộng với 2 kg phân SA cho bình 20 lít nước. Rồi, phun phủ đầu khi thời tiết khô ráo này, nhưng mà đất phải đủ ẩm nha các bác nhé. Nếu các bác mua cái sản phẩm của nhà em đây là thuốc trừ cỏ, diệt trừ cỏ lá hẹp mà phun vào trời thời tiết khô thì nó sẽ không hiệu quả, cho nên em phải nhấn mạnh với các bác là gì? Phải phun khi đất đủ ẩm ướt. Đấy, phun khi đất ẩm ướt thì nó mới có phát huy tác dụng. Và vậy là các bác chỉ cần làm như vậy là đủ cái công thức về vừa kích rễ này, vừa phòng khảm cho mì này, các bệnh cho mì này, và vừa làm cỏ cho mì được đợt 1 các bác nhé. Đợt 1 30 ngày tương đương với khi mì 10 đến 20 phân. Đấy. Chúc anh Quân luôn luôn có vụ mùa bội thu và sẽ có thành công trong cái vụ mùa năm 2024 này các bác nhé. Và nếu mà các bác nào mà xem video này thấy cái video này hay mà muốn làm như bác Quân này thì mời các bác cứ đến việc lên đơn kết nối với em Trần Văn Hảo. Em Hảo sẽ lên đơn cho các bác và tạo cho các bác một cái đơn và cũng hướng dẫn như vậy, để các bác có một bộ thuốc này về trong nhà mà các bác phải biết sử dụng từng giai đoạn một thì nó mới nâng cao được hiệu quả. Vâng, thành công của các bác là niềm vui của em. Vâng, bao nhiêu con số các bác mà đang quan tâm như vậy ấy, muốn liên hệ với em thì qua số điện thoại 0976875 nhé, 413, để em kết nối lên đơn cho các bác. Vâng, đầy đơn rất là nhiều. Và bác nào cần một cái video hướng dẫn sử dụng thì em cũng làm video hướng dẫn sử dụng như anh Quân này, đúng không ạ? Bác nào còn có ý kiến gì, bình luận gì thì xin cứ để ở phần bình luận nhé. Để những video tiếp theo em làm thì em sẽ có được cái những cái chủ đề và em làm đúng cái chủ đề của các bác. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác nhanh tay đăng ký kênh để những video tiếp theo em làm thì các bác không bị bỏ lỡ. Vâng, ok. Trần Văn Hảo xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.